Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 27.000 token cheat. Con này chạy trên mạng Polygon Matic các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở link form các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn đánh email của mình vào các bạn. Chương trình airdrop này còn 4 ngày nữa kết thúc, các bạn bấm vào enter. Sau khi bạn bấm vào enter xong thì nó ra một cái giao diện như thế này. Thì các bạn làm nhiệm vụ người ta các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn bấm vào Return Pin nè. Các bạn copy link ghép này và chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi một lượt ghép thì các bạn sẽ nhận được một enter các bạn. Nhiệm vụ thứ hai follow từ Twitter nè. Bạn nhấp vào đây follow nè. Hiện tại token cheat này các bạn quy quyền sử dụng các bạn. Giá khá là cao các bạn. Trước kia mình đã dạy 9 token bán được khoảng 4 đô. Hiện tại giờ lên khá là cao rồi các bạn. Nhưng là bạn nào có làm dự án đó bán khoảng từ 8-9 đô. Nhiệm vụ thứ hai các bạn request nè. Giờ tôi quýt nè. Các bạn like nè. Rồi cái này thì các bạn tự động nhấp vào thì nó tự động nó làm cái mày nghe các bạn. Rồi bạn follow Twitter nè. Tại mình ủy quyền cho nó tự động nó follow rồi các bạn. Rồi các bạn like, các bạn like, các bạn tweet luôn đi các bạn. Rồi sau đó các bạn chờ lên phong nè các bạn. Nó tự động nó cộng cho mình luôn. Ui sao nó không cộng ta. Này follow. Bây giờ để follow cái nữa. Bắt đáp lại. Rồi sau khi bạn follow rồi bạn bắt đáp lại nha bạn. Thì nó sẽ cộng token của bạn thôi. Tiếp tục follow minimum nè các bạn. Bây giờ follow minimum nè. Chết bà. Ví dụ minimum này thì các bạn tải phần mềm VPN. Các bạn phát VPN các bạn follow người ta các bạn. Nó cũng cộng luôn cho mình rồi nè. Tiếp tục các bạn join sau kênh Telegram nè. Rồi các bạn xôn xào các bạn. Cộng setting copy à, cộng 5 số 2. Rồi tự động nó ấy các bạn. Tiếp tục một ngày thì các bạn nhập địa chỉ mạng Polygon Matic nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với MetaMask bên ra nè các bạn. Cái mạng Polygon Matic này nó cũng tương tự như nó cũng cùng chung địa chỉ ETH hoặc là BNB Smart Chain trên với chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Ơi sorry các bạn vào một ví nè. Ok. Matic này các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi sau đó các bạn trở về đây các bạn dán vô đây nè. Rồi bấm submit nha các bạn. Ok. Đầu mình đã bạn đã. Ok vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Các bạn việc lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm một tweet này là tốc độ của nó đào tôi cần chip này rất là cao các bạn. Thì vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.